Xin kính chào các khách sự kiện Peugeot. Nay mình vừa lên đổ chiếc xe Peugeot 308 Unimog màu vàng. Thì độc phần đầu xe được lên bộ nẹp mặt ca lăng inox 304 cao cấp. Đây là hai bên. Cùng với đó là trung tâm chờ pháp tab Eiffel. Tất cả đều hàng theo xe thiết kế dễ dàng lắp đặt và tạo cái sự nổi bật ở phần đầu xe. Gầm xe đã được trang bị tấm bảo vệ gầm động cơ và bản mạch. Chắn bùn 4 bánh cũng đã được lên cho chiếc xe Peugeot 308 Unimog màu vàng. Ngoài ra thì ở vị trí tay này sẽ có ốp mở cửa chống xước logo Peugeot. Cũng là hàng thiết kế theo xe và có sẵn những video hướng dẫn lắp đặt ở trên kênh YouTube của Shop Em. Thảm sàn 6D cao cấp đã được trang bị chiếc xe Peugeot 308 Unimog, cùng với đó là nẹp mặt nẹp bậc chống xước và trang trí chất liệu inox 304 và có tem xanh Peugeot ở bên trên. Chất liệu thảm 6D cao cấp. 6D là 6 lớp và có hai phần tách biệt, đó chính là phần rối và phần da. Phần rối này kết nối phần da bởi những cái vị trí nút nhôm này. Để mình tháo ra khi mình vệ sinh thì mình vệ sinh cái vị trí rối này, còn phần da này mình chỉ lau chùi. Bọc vô lăng cửa pháp cũng được trang bị trên xe Peugeot 308, cùng với đó là bộ ốp nội thất carbon 12 chi tiết vân 4D rất là sang trọng. Chốt an toàn cũng được trang bị trên xe Peugeot 308. Phần sau xe thì cũng là vị trí ốp hõm này, chắn bùn này. Cốp thì được trang bị hai combo, đó chính là cái nẹp cốp inox và lót cốp chất liệu nhựa TPO. Ở hàng ghế thứ hai thì tương tự cũng được trang bị thảm sàn 6D cao cấp, nẹp inox chống xước. Cái thảm sàn 6D cao cấp này đặc biệt thì 6D cao cấp này phần da thì tất cả các cửa tài phụ thì nó sẽ tràn viền và theo logo Peugeot. Đây là cái điểm đặc biệt của chiếc thảm sàn do shop phụ kiện Peugeot phân phối. Cái lớp rối này thì nó sẽ chạy toàn bộ cái hàng ghế thứ hai, thì nó sẽ tăng cái diện tích bảo vệ cái phần da bên dưới và làm sạch. Thì những cái vị trí nhôm này cũng sẽ được trang bị 4 nút nhôm để tạo cái sự chắc chắn, và khi mình vệ sinh thì mình cũng tháo cái phần sợi rối này ra. Cái sợi rối này thì nó rất là đẹp và thân thiện này. Đây là ốp điều hòa vân carbon 4D ở phía sau. Đây mình nhìn từ trong nội thất thì nó tạo không gian rất là sang trọng và khác biệt, đẹp. Quý khách mua hàng thì có thể trực tiếp liên hệ về phụ kiện peugeot.com hoặc Zalo 093 999 5008. Xin chào.